Hello anh em mình nha, hôm nay lại mang tới cho anh em mình một cái siêu phẩm M6040SU nữa. Thì hôm nay gửi tới anh em chiếc này đời 2019 nha. Phải nói là siêu phẩm cỡ cái chiếc hôm bữa mới về mà em có quay lên khoảng 3-4 ngày trước á. Rồi chạy tới đi anh ơi. Tới chuẩn bị cho nó sáng sủa, quay cho nó dễ. Chiếc này thì kèm theo 3 món phụ kiện là cày, phay, ủi. Tình trạng xe này là động cơ số Amiga, đùi hai bên đều ghiên hết toàn bộ. Đi tổng thể cái máy thì 4 quả lớp đã thay mới 100% bằng lớp NDR, gai cao, ga móc cho anh em mình luôn ha. Dỡ cái bô lên chứ anh. Lên hết ga, gông ga không có miếng khói, bao anh em luôn nha. Rồi đây. Gửi tới anh em phần cầu đùi sau đây. Đây đùi đây chưa mở, đùi nguyên bản nguyên si, về sau để y gan vậy. Rửa gáy sạch sẽ, BTO gin chưa tháo. Đùi bên đây cũng vậy luôn. Mình máy còn rất là bóng bẩy. Cam kết cho anh em là không có dặm sơn phết hay là cái gì hết luôn nha. Rồi tiếp tục gửi cho anh em mình phần động cơ đời 2019 thì là 7K yeah, hơi mờ. Đời 2019 thì là 7K nha anh em. Này 7K nè, bơm zin nè. Đây bơm zin hết, mấy cái đầu này chưa tháo luôn nha. Mấy cái đầu chưa tháo luôn, bơm zin nguyên bản nguyên si của nó. Amiga chưa cắt luôn nha anh em ơi. Đây giờ em thử ra cho anh em nghe nè. Thử cái ga máy nè. À, thấy không? Chiếc này là em bao cho anh em mình qua test khói, test cái gì đó thì thoải mái luôn. Rồi tiếp theo gửi tới anh em cái phần cái sàn để bình ắc quy. Nó còn vậy nè thì anh em biết cái độ mới của cái máy như thế nào ha. Đùi trước thì có mở một bên nha, đùi trước thì có mở ra một bên rồi. Đùi trước có mở ra một bên rồi. Bên đây đây, đùi trước cũng có mở ra một bên rồi. Ê có cái ghế đó kìa anh ơi, cho lợp luôn em. Đó ghế máy đó đó. Rồi qua đây tiếp tục gửi động cơ cho anh em nè. Đây quay lên sao lại trang vậy, chưa xịt dầu chưa gì hết luôn nha. Đó Amiga nè, mới chỉ tắm rửa sạch sẽ, phơi nắng, em nói có một nắng thôi đó mà nó đẹp cỡ này nên em biết cỡ nào rồi. Đây gòn chỉ keo zin hộp số vẫn còn đầy đủ. Chiếc này thì em ra cho anh em, giá đầu không thì 300, cỡ 350, 360 gì đó. Còn mà đủ bộ 3 món thì phải hơn 400 xíu nha anh em mình ơi, 400 nhú xíu thôi. Để nói chung là máy móc tiền nào của đó, em không bán mắc cho anh em mình đâu. 4 cái vỏ em đã thay mới rồi nha, 4 vỏ em đã thay vỏ mới 100% hoàn toàn rồi. Đây mâm đây. Mâm bọng ốc tán còn liền mạch. Anh em muốn máy M6040 tầm 300 mấy tiền vẫn có đầy đủ cho anh em nha. Nó như chiếc này nè, 3233 thôi. Này cũng vậy luôn, cũng có đủ đồ về cho anh em mình nè. 200 mấy triệu là có được M6040 rồi. Rồi cái này á, là hàng phải gọi là cực phẩm, siêu phẩm ha. Giá nó vừa xài. Đây vỏ dây cao. Để em để ngón tay vô thử thì nó bằng 2,5 lóng tay em nha. Rồi. Đồng hồ thì mình bỏ qua cái đồng hồ đi, đồng hồ mình không nói mua máy cày thì ít khi nào anh em là coi giờ lắm. Điện đài thì bên em bán xong sẽ kiểm tra lại cho anh em mình. Về phên anh em. Về sàn lưng, sàn nước. Đây còn cặp về còn rất là mới ha. Bảo đảm là không sơn dặm gì hết, nguyên bản nguyên si khi anh mua xong rồi. Mấy cái này nè thì em sẽ làm lại cho mình là miễn phí nha. Dặm tốt gì đó là miễn phí. Giờ nguyên bản nguyên zin nó làm sao rồi để y chang vậy đi cho nó dễ nha. Động cơ đây cho anh em soi từng chi tiết ngóc ngách nhỏ của em nó luôn. Đó anh em thấy không, quay là phải quay từ từ như vậy nè. Đó cho anh em thấy được cái độ mới của cái máy thế nào. Rồi anh em nào đang ưng con này thì cứ nhắc máy lên liên hệ cho em qua số hotline là 0965566557 nha. Cảm ơn anh em mình rất nhiều. M6040SU đời 2019, tình trạng zin toàn bộ, xe còn đẹp keng 90%, đùi chưa dở luôn nha. Amiga đây. Rồi cái dòng M6040 khác với loại M85 thì ở đây em có sẵn, ở đây em báo giá cho anh em mình luôn nha. 8540 thì hôm nay em gửi cho anh em con này giá 400 mấy gần 500 kèm theo một cái cày, một cái ủi. Con này thì tính cho anh em 320 thôi ha. Còn bên đây thì 340 nè. Đây 340, động cơ nó vẫn nguyên bản nguyên si, Amiga vẫn chưa cắt nha, nhưng mà tình trạng máy chạy nhiều thôi nha anh em. Đó, Amiga vẫn chưa cắt, nguyên bản nguyên si. Còn bên đây 320 cũng vậy luôn. Rồi sàn nước đây còn rất là tuyệt vời nha. Đó. Đây động cơ Amiga vẫn chưa cắt luôn. Mấy chiếc này thường là động cơ bơm số ghim hết nha anh em. Chỉ có cái vụ nó rẻ hơn thì nó chạy nhiều giờ hơn, với lại cái đùi nó có mở ra rồi nha. Đùi sau cũng mở rồi rồi. Tiếp theo gửi cho anh em một siêu phẩm nữa nè. Để tháo ghế ra đi lọp lại này nha. Chiếc này 380 mấy thôi anh em, 380 mấy thôi ha. Động cơ bơm. Đây, động cơ nguyên bản nguyên si, Amiga chưa cắt, đùi chưa bung, đùi chưa mở. Đùi chưa bung, rùa chưa mở luôn nha anh em mình. Đây, đùi chưa bung. Đó, đùi nguyên bản nguyên si, ốc keo tán còn, rùa đây, rùa keo chỉ ghi nó còn nè. Anh em thấy không? Đó, thì máy về sao em để y gan vậy, dưới 300 triệu mà kèm theo phụ kiện thì em có cho anh em chiếc này. đèn đuốc thì em sẽ thay mới lại cho mình nha. Động cơ gin Amiga có cắt số gin nha anh em. Cái này động cơ gin Amiga có cắt số gin nè, dưới 300 thôi. Rồi xúc lật đây em gửi cho anh em con này nè, tầm lên quanh 300 ngoài nếu anh em lấy cái dạng xúc lật nha. Còn nếu mà anh em lấy lầu không thì dưới 300 nha. Rồi qua đây hai chiếc này là hàng đẹp đây anh em, 5018 Thái nè, anh em gửi cho anh em hai chiếc nè. Hai xe này thì hàng ken span rồi, dưới 300 nha, hai con này là dưới 300 hết. Đây em rửa ra, mấy người lính nó rửa chưa có sạch nè, nó còn ba cái kiểu như mình tẩy, nước tẩy nó xét kìa, đang cho rửa gái xịt nước lại nha nè. Rồi bên đây cũng vậy luôn, dưới 300 triệu đầu không là có hai em này, nhắc hai em này về nha. Rồi 200 dưới 280 thì anh em nhắc cho em con này đầu không, 4 vỏ thay mới, dọn nguyên con rồi, động cơ nguyên bản nguyên si luôn. Về là cứ chạy thôi, cầu đùi sau cầu đùi trước đã bảo dưỡng hết rồi. Rồi còn dưới 250 nữa anh em chọn cho em hai chiếc là 5018 VN này nha. Dưới 250 nữa thì anh em chọn cho mình hai chiếc là 5018 VN này, một chiếc đời 18, một chiếc đời 19. Giá hai chiếc này nó dưới 250 thôi. Giá dễ xài dễ thở cho anh em mình nha. Rồi ok, nhiều xe cho anh em mình lựa lắm. Rồi, mấy dòng 3608 thì ở sau em nói nhiều rồi. Thì anh em có muốn xem thì cứ lướt lại video cũ. Hôm nay cũng giao được 4-5 chiếc máy mới cài 6.000 với lại hàng 5.018. Cái chiếc hôm bữa em quay lên đó cho anh em á, là chiếc đó em đã bán rồi nha. Bán về đâu nha. Đây chiếc ăn sau đó. Chiếc 6.000 bữa mới quay lên đó là bán rồi đó. Nghệ An nha. Rồi 4708 này cũng giao về Ninh Bình nè. 47 này giao về Ninh Bình nè, chiếc đó vào Nghệ An nè. 458 giao miền Trung. Rồi 5018 này chuẩn bị giao luôn rồi nè anh em. 5018 này em chuẩn bị xuất kho luôn rồi nè. Chiếc này thì nó có ủi, anh khách thì anh tháo ủi ra, đời 2018. Chứ đời 2018 thôi, BG nữa nè. Đời 2018. Đó. Bô mà còn cỡ này là anh em biết cái máy mới cỡ nào ha, cổ bộ ở trong nè. Đen thui luôn vậy đó, quá đẹp luôn. Chiếc này tình trạng động cơ Amiga số gin đùi chưa mở luôn nha anh em. Giao trên trai giá hơn 300 nha, đời 2018 giá hơn 300. Nói chung máy cài thì anh em đời nó chả quan trọng mấy đâu. Chủ yếu là cái độ đẹp xấu của máy thôi, chứ còn máy cài thì đời máy miễn xe đẹp là nó cũng mắc à, chứ nó không có rẻ đâu. Đời thấp mà xe đẹp thì nó cũng vậy thôi anh em mình ơi. Ok, cảm ơn em mình nha. Máy giặt thì cứ liên hệ cho em luôn nè, đem còn nhiều lắm. Giá từ 230 trở lên là anh em sở hữu một chiếc DC70 rồi ha. DC93 thì tầm 380, 390, 105 thì tầm 290 trở lên. Rồi, cảm ơn em mình. Bà con mình đang còn xe gì liên hệ cho em nha.